Xin chào Audio HD, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng anh chị em trên toàn quốc. Hôm nay là nhân tiện có một anh khách hàng ở trên Yên Bái có gọi điện và nhờ tư vấn sử dụng một chiếc âm ly có thể là vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke được trong gia đình với cái tầm giá khoảng 4 đến 5 triệu. Thì em có tư vấn cho anh bạn một chiếc âm ly hàng bãi xịn của Hàn Quốc với model 203A. Thế thì anh bạn cũng yêu cầu là cần mua một chiếc là toàn bộ máy phải zin bản và đẹp xuất sắc. Thế thì nhân tiện thì em chọn cho anh bạn một chiếc âm ly, thì xin làm một đoạn video clip ngắn giới thiệu với toàn thể quý vị các bạn cùng anh chị em trên toàn quốc một lần nữa biết thêm về cái dòng âm ly BA203A của hàng bãi Hàn Quốc. Như quý vị các bạn đã biết là với cái dòng âm ly Jaguar của bãi của Hàn Quốc, sản xuất tại đất nước là Hàn Quốc, thì nó có rất nhiều model. Hiện tại trong nhà Trinh Trang Audio HD này có tới tầm trên chục model của hãng âm ly Jaguar với đầy đủ các model, ví dụ như là 203A, rồi là AG, XG, rồi là 35AD, rồi 305, 406, 506, 408, 72 và 1006. Có tầm trên chục loại. Thì hôm nay thì nhân tiện là có một anh khách hàng này nhờ tư vấn và mua một chiếc âm ly BA203A, thì em làm một đoạn video clip này giới thiệu với toàn thể anh chị em về cái dòng âm ly hiện đang có mặt tại Trinh Trang Audio HD. Như quý vị các bạn đang theo dõi thì đây là những chiếc âm ly hàng bãi của Hàn Quốc, bãi xịn Hàn Quốc với model 203A hiện đang có mặt tại nhà Trinh Trang Audio HD với cái hình thức và với cái chất máy nó cực kỳ đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Đây là những chiếc âm ly mà được Trinh Trang Audio HD là tuyển chọn từ bên đất nước Hàn Quốc về, máy rất chi là đẹp. Như quý vị các bạn đã biết thì với cái thiết kế của cái dòng BA203A này thì toàn bộ là khung vỏ máy rất chắc chắn và linh kiện bên trong là cũng toàn bộ linh kiện rất cao cấp và sử dụng qua cái quá trình thời gian là nó cũng rất bền. Và những chiếc âm ly này được sản xuất từ năm 1991, 92, 93. Đấy, trong khoảng độ vài ba năm đó thì có những cái dòng âm ly 203 này, và đây là những cái chiếc âm ly 203A của hãng Jaguar ra đời đầu tiên của hãng Jaguar. Đấy, và đến bây giờ là hiện đang có mặt tại nhà Trinh Trang Audio HD này, nó còn với cái tình trạng là toàn bộ vỏ máy cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Với cái thiết kế của âm ly thì được thiết kế là bên trong máy là được thiết kế là cái nguồn rất to, và đặc biệt là đi kèm vào cái nguồn đó là một đôi tụ lọc nguồn rất to và rất dài, và có một cái trị số dung lượng rất cao, nó lọc ra cái sức âm rất tốt, và được thiết kế và với cái công suất là đánh ra là với tầm 300W trên 300W thì được hãng thiết kế nó chạy là 4 con sò nhôm, sò Zika, tiếng rất sạch và rất hay, và toàn bộ mạch âm sắc về echo music chỉnh rất dễ và đánh phối ghép với cả toàn thể các loại loa nghe nhạc hát karaoke đều phù hợp. Thì hiện tại Trinh Trang Audio HD đang có rất nhiều cái dòng âm ly Hàn Quốc và có đầy đủ các model để cho anh em lựa chọn về các cái thể loại về âm ly, các model phù hợp với cả đôi loa vào trong phòng mình phối ghép, thì anh chị em có thể liên hệ trực tiếp với Trinh Trang Audio HD, địa chỉ quốc lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương, điện thoại 0967 697 99 và 0976 757 899. Trinh Trang Audio HD nhận ship hàng toàn quốc cho anh chị em theo yêu cầu. Tất cả các mặt hàng Trinh Trang Audio HD là bán ra là được bảo hành với cái đúng yêu cầu của anh chị em và khẳng định rằng là cái uy tín chất lượng là nó là trên hết. Bên ngoài sản phẩm đi ra thì Trinh Trang Audio HD còn rất nhiều các cái model về equalizer và loa khác nhau. Thì trong video hôm nay thì tiện đấy thì em chỉ làm một đoạn video clip giới thiệu về cái dòng 203A này, thì anh chị em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em và xin hẹn gặp lại anh chị em vào các sản phẩm khác, vào các cái video clip sau. Chào và hẹn gặp lại anh chị em.